Chuyện tình, chuyện ngắn của Nam Cao. Buổi sáng sướng nhất của một cậu học trò, có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong vụ nghỉ hè. Tối hôm trước, người ta không thắp đèn, đi chơi thật khuya mới chịu về. Người ta lên giường nằm, hơi mỏi chân và hơi mệt trong người, nhưng cái đầu nhẹ thanh thanh, bao nhiêu sự lo lắng trút cả ra rồi. Người ta không còn phải nhắc lại mình, sáng mai dậy 5 giờ, ngày mai có địa dư, có ám tả, có sinh lý học. Đến chiều, viết luận pháp văn, bài kỳ trước mình hỏng quá nên viết chày viết cối, chắc là hỏng chữ, hỏng câu nhiều lắm. Cụ đậu lùn lại tha hồ mà cáu, người ta thở ra, hít vào mấy hơi dài, như để tống nốt ít chất độc ở người ra. Người ta ngủ rất ngon, một giấc ngủ trẻ thơ, và sáng hôm sau, khi đồng hồ đánh 5 giờ, người ta cũng vội mở mắt ra bởi thói quen, nhưng không thèm dậy vội. Người ta mỉm cười với cái ý nghĩ, ta muốn nằm đến bao giờ cũng được. Cái cửa sổ trên đầu giường mở suốt đêm, ánh sáng tuôn vào từ bao giờ, không khí được tắm trong bóng tối mát dịu của ban đêm, bây giờ rất sạch trong. Gió êm êm và mơ hồ như một làn hương, nó vuốt ve cái trán phẳng phiu, mấy sợi tóc lòa xòa và luồn qua cái cổ áo không cài cúc, để mơn man cái ngực nở nhô lên, chẹp xuống một cách thong thả và đều đặn. Cái cảm giác nghỉ ngơi thật hoàn toàn, người ta thấy trong lòng thư thới, trí óc thư thới, khắp thân thể đều thư thới, sự khoan khoái tràn lan trong mạch máu, thấm đượm trong da thịt. Và tuy không buồn ngủ nữa, người ta cũng nhắm đôi mí lại, để chẳng trông thấy gì cả, chẳng nghĩ ngợi gì cả, cố làm một khoảng trống rỗng bên trong đầu. Những giác quan của tôi đang lịm đi trong nỗi êm đềm lười biếng, thì đột nhiên bị một tiếng dạng rất gần đánh thức. Tôi giật mình một cái, mắt tôi mở ra, chưa kịp nhận rõ ai, thì một tiếng rất quen đã bảo, vẫn còn ngủ kìa, mẹ. Tôi ấp úng và vội vàng nhổm dậy. Mẹ tôi đứng sát đầu giường, nhìn tôi bằng đôi mắt loang loáng ướt, miệng cười âu yếm phô ra những chiếc răng đen bóng. Sao mẹ ra được sớm thế? Mẹ ra đi bằng chiều đi chợ vải, đến cầu sắt thì trời mới sáng. Mẹ đi bán vải? Không, còn vải đâu mà bán. Mẹ ra xem còn có gì phải đội về hay không, đi sớm một tí để về sớm cho nó mát. Tôi cúi mặt, bởi câu nói của mẹ tôi làm tôi vụt nhớ đến Kha. Kha đã bảo tôi, nghỉ hè này Lưu ở lại đây cho vui nhé, chúng mình đọc đi text cho nhau viết. Lưu dạy tôi làm toán đố cho Kha khám hơn một chút, tôi bí tính ghê lắm. Rồi tôi đi mượn đàn của con Thọ về cho mà tập. Lưu về quê thì Kha buồn chết. Tôi thích lắm, không phải vì việc tập đàn hay viết ám tả. Tôi tập đàn và viết ám tả chẳng cần đến Kha cũng được. Nhưng chính vì tôi sẽ được gần gũi Kha trong suốt 3 tháng hè, tôi nghĩ ngợi một chút rồi thưa với mẹ tôi, con không biết, giá con biết thì con bảo mẹ đừng ra đón con, năm nay con không về. Mẹ tôi sầm mặt, tôi vội vàng cắt nghĩa, sang năm lên lớp, chương trình nặng lắm, con phải ở đây để ôn bài cũ và xem trước ít nhiều bài mới. Ở đây học với anh em cho vui, về nhà có một mình ngại không học được. Vả lại mình còn cần mượn sách của họ, và có điều gì quên hay chưa biết thì hỏi nhau. Mẹ tôi tin ngay, người chỉ bảo, nghỉ những 3 tháng kia mà, hãy nghỉ ngơi một vài tuần rồi lại học thì cũng được chứ sao. Chả lẽ đi quanh năm, đến lúc nghỉ cũng không về thăm nhà thăm cửa một tí. Không muốn ở nhà lâu thì cũng về chơi dăm 3 ngày. Biết từ chối không xong, tôi bèn tìm cách đánh lừa. Vâng, thế thì cũng được. Nhưng hôm nay con còn phải ở lại nhà ông giáo soạn sách cho ông ấy, nhân tiện mượn vài quyển về để đọc. Mẹ cứ về đi, độ mai hay ngày kia con về. Còn nói làm sao được, mẹ tôi định mang quần áo tôi về trước, nhưng tôi bảo không định ở nhà lâu thì không cần đem quần áo. Ấy thế là một lúc sau, mẹ tôi đành cởi ruột tượng, đưa cho tôi đồng bạc để đi xe rồi buồn bã xách cái thúng không ra về. Nghĩ đến cái luyến tiếc trên đầu những ngón tay run run của mẹ tôi khi đưa cho tôi cái giấy bạc gấp làm tư, tiếng thở dài và vẻ mặt thờ thẫn của người khi bước ra về, và tưởng tượng đến những bước chân vương vương, đến cái bóng dáng lủi thủi của người đi bộ
trên con đường dài tràn nắng bụi. Tôi thấy lòng nặng trĩu và sầm tối lại. Nhưng hỡi Kha, Kha rất phù phiếm và vô cùng ích kỷ. Kha có biết rằng những lúc như lúc ấy thì hình ảnh Kha gọn ghẽ và thon nhỏ, với đôi mắt nhí nhảnh, với nụ cười tinh nghịch đã lọt vào hồn tôi như một tia nắng đẹp. Tôi xua đuổi nỗi ân hận bằng cách đánh lừa. Tôi tự bảo, thật ra thì mình ngại lắm. Về vài ngày cũng chẳng bỏ bèn gì, mà cũng mất công về. Thà ở đây để bắt đầu từ ngày mai viết ám tả với Kha ngay. Nhưng ngày mai, Kha bận đi chơi suốt một ngày với chị em. Rồi ngày hôm sau thì Kha lại bận tiếp chị em đến nhà chơi suốt một ngày. Luôn hai ngày, Kha chẳng thèm giáp mặt tôi. Đến ngày thứ ba cũng thế. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tôi bắt đầu khó chịu. Tôi bỗng nghĩ rằng, giả thử tôi có về quê thì Kha cũng chẳng buồn gì. Tôi không phải là một người cần đối với Kha. Và trong khi tôi cau có, bực tức, khổ sở ở nhà mong đợi Kha, thì Kha rất thản nhiên đi hết đó hết đây, để nhí nhảnh, để cười đùa với các cô bạn và những người anh trải đầu sừng của họ. Tôi đã toan bảo vào mặt cho Kha biết, nhưng hèn vô cùng những thằng yêu. Lúc vắng Kha thì tôi hùng hổ nghiến răng, phùng má, tưởng có thể nhiếc mắng Kha bằng những lời nhiếc mắng đến điều sỉ nhục. Thế mà khi có dịp gặp Kha, tôi lại lúng túng, ngượng nghịu, gắng sức đến đâu cũng chỉ có thể thốt ra một lời mát mẻ, nó làm cho Kha lườm tôi và cười tủm tỉm, hoặc xìa môi ra chế nhạo. Ấy thế là nỗi giận dữ của tôi lại tiêu tan đi hết. Tuy vậy, cũng có một lần tôi can đảm hơn mọi lần kia. Chiều hôm ấy, tôi trông thấy Kha đi đâu về với một gã con trai ở sau mông. Gã theo Kha đến tận nhà. Kha có vẻ thích cái trò chơi chạy đuổi ấy. Kha bước thật nhanh cho gã phải rảo chân theo. Và trước khi ngoắt vào nhà, Kha quay lại ném cho chàng một cái nhìn và một nụ cười không rõ nghĩa. Tôi tái mặt. Tình cờ thế nào Kha lại sồng sọc chạy sang ngay. Nỗi giận của tôi vẫn còn nguyên. Bởi thế tôi mới có đủ hứng để bảo Kha là đồ lẳng lơ, ích kỷ, chỉ được cái mồm leo lẻo. Đến lượt Kha tái mặt, Kha cự tôi. Anh có quyền gì được chửi tôi như vậy? Tôi đỡn mặt, bởi vì quả tôi không có quyền gì thật. Tôi cố tìm một lẽ. Người ta định về quê thì giữ người ta lại. Ai bảo anh ở lại? Ai bảo? Con chó bảo. Anh bảo ai là chó? Anh láo vừa chứ. Biết vậy mình về quê cho rảnh. Thì ai cấm? Có giỏi thì về quê ngay bây giờ. Đây ít cần. Kha vênh mặt, biểu môi ra, làm suy một cái, rồi vùng vằng đi ra. Tôi nằm lăn ra giường khóc. Tình ái và tự ái bắt đầu xung đột. Tôi thấy bẽ lắm. Không những thế, tôi lại lố. Tôi có vẻ ghen bóng gió, trong lúc tôi không có quyền gì được ghen. Tôi xấu hổ. Sự giận không còn mấy, nhưng thẹn nhiều. Và tôi cũng thất vọng nhiều lắm. Đã đến thế này thì tôi chẳng còn mong gì được Kha yêu. Có ở đây nữa cũng chỉ thêm nhục mà thôi. Tôi nhõm dậy, nhảy phát xuống thu xếp quần áo, sách vở để sáng sớm hôm sau theo xe về nhà quê. Sáng hôm sau, tôi đang rửa mặt thì Kha lại tất tưởi xách cái lồng sáo của Kha sang. Kha toét miệng cười để làm lành. Thấy tôi có vẻ lầm lì, Kha búng tay tôi một cái. Trông cái mặt đẹp chưa, vẫn còn giận đấy à? Giận quái gì, tôi có quyền gì mà giận? Ai chà, cậu cả cũng biết dây hẳn hoi kia đấy. Rồi đột ngột, Kha đi Sầm Sơn vài ngày đây. Cái có can dự gì đến tôi? Kha quắc mắt, chỉ một ngón tay nhỏ xíu và trắng muốt vào má tôi ra lệnh. Im ngay, tôi cấm đấy. Rồi vẫn dùng cái giọng sai khiến ấy, Kha đưa cho tôi cái lồng chim và bảo, đây, tôi giao cho cậu đứa con tôi. Cậu phải trông nom nó cho tôi trong khi tôi đi vắng nhé. Mèo nó sực mất con tôi thì cậu liệu hồn với tôi. Cái giọng bà tướng ấy buồn cười thật, lại làm tôi hạ dạ. Tôi cầm lấy cái lồng, ngắm nghía con chim rồi cười mà bảo, đây vật một cái thì chết cả con lẫn mẹ. Khá thách đấy. Rồi mà xem, tôi vật thật, để làm gì những thứ chim ác thế. Kha mỉm cười nũng nịu, đừng, phải tội, yêu chứ lị. Tôi tỉnh người, và tôi đồ rằng đêm qua Kha cũng như tôi,
đã trằn trọc suốt đêm và đã nhận ra rằng chúng tôi không thể rời nhau. Bởi vậy Kha mượn cớ gửi con chim về làm lành. Và A Kha cũng sợ khi Kha đi Sầm Sơn thì tôi tức Kha mà về quê hương. Con chim sẽ khuây khỏa tôi trong lúc vắng Kha và giữ tôi ở lại. Nếu Kha không yêu tôi, sao phải bày tỏ ra như vậy? Ấy thế là cái việc về quê đành xếp gió. Tôi ở lại với con sáo của Kha để đợi Kha đi nghỉ về. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa, càng nghĩ tôi lại càng phục Kha là con người sớm biết, sớm khôn. Tuổi chưa bao nhiêu mà Kha đã hiểu tâm lý loài người một cách rất sâu. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bài học của Kha. Và bây giờ, nếu có một anh chồng đa nghi nào bắt buộc phải bỏ một cô vợ trẻ măng ở nhà để đi xa, muốn xin tôi một lời khuyên, tôi sẽ khuyên hắn mua một con chim thả vào trong một cái lồng, trao cho vợ nhờ nuôi hộ. Lúc trở về, nếu con chim của hắn chưa chết, thì hắn có thể chắc đến một nửa rằng người đàn bà chưa phụ hắn. Cứ xét tôi là đủ biết. Con sáo Kha giao cho, tôi săn sóc đã giúp tôi lấy lại những ngày Kha xa tôi bớt dài. Tôi bận bịu suốt ngày với con chim và không còn thì giờ để ngửi đến sự ghen tuông, đến những nụ cười, những khóe mắt, những cuộc gặp gỡ của Kha ở Sầm Sơn. Công việc quan trọng của tôi là đổ nước cho con sáo của Kha, bỏ chuối cho con sáo của Kha, đi bắt cào cào cho con sáo của Kha và dạy con sáo của Kha gọi Kha, Kha. Còn thừa chút thì giờ nào thì tôi ngồi nói chuyện với con sáo của Kha về chủ nó. Sung sướng thay là những người yêu, tôi đem bao nhiêu ngày giờ quý hóa ăn cắp của mẹ tôi đang mỏi mắt chờ tôi để phụng sự một con sáo, mua cả lồng mới đáng giá 3,5 hào và cho thế là hạnh phúc. Một hôm tôi đi bắt cào cào về thì thấy cậu tôi ngồi đợi ở nhà, mắt cậu tôi có vẻ băn khoăn. Tôi chột dạ đoán ngay là mẹ tôi không thấy tôi về, nhớ quá nhờ cậu tôi ra đón. Không phải thế, cậu tôi vừa thấy tôi đứng ngay lên, cháu mặc quần áo đi về, em Thi sắp chết, đã gặp anh cả nó. Tôi sửng sốt, Thi sắp chết, nó làm sao? Nó ốm đã lâu, hôm nay mệt lắm rồi, cậu tới đây lúc 3 giờ, cháu đi đâu mãi, không nhanh thì không kịp mất. Tôi thấy mắt mờ nước mắt, tôi vội vàng mặc áo rồi đi theo cậu. Chúng tôi thuê xe không mặc cả, trèo lên thúc người phu chạy tiếp, nhưng không kịp. Khi tôi tới nhà thì nhà đã om tiếng khóc. Độ 15 phút trước, thầy tôi đã xem mạch cho em tôi xong, khẽ lắc đầu và đưa mắt ra hiệu cho mẹ tôi lấy sẵn quần áo của nó ra. Thì trông thấy mẹ tôi mang quần áo lại gần, sợ hãi kêu lên, thôi đúng chết rồi. Rồi nó hoảng hốt bíu lấy tay thầy tôi ngồi cạnh nó, anh Lưu đâu, anh Lưu đâu hở thầy. Bây giờ thì đôi mí tím bầm của nó đã phủ kín đôi mắt nhắm. Em Thi, em Thi, anh Lưu đã về đây em Thi ạ. Hỡi ôi, hàng mi thưa chẳng ao giờ còn động đậy. Em tôi chẳng còn trông thấy mặt tôi bao giờ. Lưu viết đến đây thì tôi đến. Nỗi cảm động còn để lại trên mặt anh vài vệt nước. Anh có vẻ hơi bối rối vì đang khóc hay vì đang viết. Không một người đàn ông nào muốn một người đàn ông khác thấy mình sướt mướt. Không một người mới viết văn nào muốn một người làm nghề viết bắt gặp mình đang ngồi viết văn. Tôi vờ hỏi, thư từ gì mà dài khủng khiếp thế? Anh cười gượng nghịu, không, tôi đang bắt chước anh viết chuyện. Chuyện gì thế vậy? À, anh đọc thử, tôi cũng định viết xong nhờ anh chữa hộ. Mặt Lưu hơi đỏ lên một chút trong khi tôi đọc. Tôi đoán anh nhìn theo nét mặt tôi kỹ lắm. Và khi tôi đã đọc xong, vừa ngước mắt lên, anh đã run run hỏi, được không anh? Muốn tránh việc trả lời, tôi hỏi lại, đã hết chưa? Còn cái kết, anh định kết như thế nào? Như đã xảy ra, bởi vì chuyện này là chuyện thật, tôi về nhà quê vắng, nên cái lồng sáo không có ai coi sóc. Ngay đêm hôm đầu, một anh chuột rút vào lồng cắn chết sáo, rồi lúng túng ở trong ấy không ra được. Đến nỗi sáng hôm sau, bị thằng ở nhà tôi trọ bắt. Kha trở về, thấy nói sáo của mình bị chết, trách tôi là đồ ác, ích kỷ, chỉ leo lẻo cái mồm.
Rồi khá báo thù lại bằng cách cho tôi xem bức ảnh ca mặc quần áo tắm đứng với một anh chàng mặc vỏn vẹn có cái quần tắm chụp ở Sầm Sơn. Anh ghen chứ? Tất nhiên. Tôi xui thằng em Kha mách mẹ. Bà mẹ chửi Kha một trận nên thân, rồi bà bắt Kha bỏ học, ở nhà buôn bán. Chắc con bé chửi thầm mình ghê lắm, bởi nó không chửi vào được tận mặt tôi nữa. Tôi dọn đi chỗ khác, nhưng nếu kể đúng như vậy, thì chuyện có một tính cách tầm thường lắm. Vì vậy, tôi sẽ viết, tôi hy sinh tình yêu và hạnh phúc đi vì nàng.